nếu chưa quy y lúc mất người thân quy y dùm người mất tại nhà được không ờ, nó có một cái um... ví dụ cho quý vị dễ hiểu nè khi còn sống thì người nhà quý vị á, thèm ăn phở nhưng mà không có ăn hồi chết rồi đó quý vị ăn phở giùm uh, người thân quý vị được không? Tức là khi sống họ ăn không được. Uh, bây giờ chết rồi mình bày cái tô phở rồi mình ngồi mình ăn giùm người ta được không? Bày trước bàn thờ đó. À, ngồi ăn giùm đó uh, hồi hồi xưa đó, anh còn sống, anh uh, thèm ăn phở, anh không có ăn được cho nên bây giờ em lấy phở, em bày ra trước bàn thờ, em ăn để em ăn giùm anh em à, ăn giùm anh. Quý vị nghĩ có được không? Đấy suy nghĩ là nếu như mà ở nằm ở trong quan tài mà chưa có chết ha, chắc cũng phải bật, bật dậy bóp cổ thì chết thẳng đấy nói như vậy để quý vị thấy đó cơm ai ăn nấy no nghiệp ai làm nấy hưởng mình quy y mình giữ giới thì nó là phước của mình chứ còn cái chuyện mà tu tập thì mình không có làm giùm được trong bài kinh uh, phần của cải để dành thì Đức Phật nói cái phước mà do chúng ta tạo á uh, thì người khác không có giành được không có cướp được uh, thì cái chuyện mà mình quy y tam bảo cũng vậy mình không có quy y dùm người ta được người ta muốn quy y thì người ta phải tự người ta quy y rồi còn một chuyện sẵn nhắc đến chuyện quy y thì nói luôn trong kinh sư chưa thấy một bài kinh nào mà có nói các hàng ngạo quỷ quy y nơi đức phật không có các hàng các loài dạ xoa thì có mà dạ xoa thuộc về địa cư thiên tức là chư thiên ở mặt đất nhưng mà do thiếu phước cho nên là họ ở nó lưng lửng như vậy đó nhưng mà họ vẫn thuộc về cảnh giới chư thiên à, nhưng mà cái, cái hàng sa đọa như là hàng ngạ quỷ thì không có một bài kinh nào nói rằng là cho ngạ quỷ quy y tiếp nữa sư phải dò lại một lần ở trong đầu của sư đó là cũng không có bài kinh nào mà nói rằng cho các loài súc sanh quy y chỉ có một số loài thú mà nó tạm gọi là nó có căn tánh thì nó gần gũi nó đảnh lễ tam bảo nên nó, nó gần gũi Đức Phật, nó nó đảnh lễ Đức Phật, nó cúng dường Đức Phật thì có thì có nó có cảm tình với Đức Phật thì có. Nhưng mà không có chỗ nào nói rằng là Đức Phật làm một cái buổi lễ là quy y cho loài súc sanh hoặc là đọc ba câu Uh, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng cho súc sanh. Hình như là sư chưa thấy bài kinh nào có nói. Ờ, uh, nhưng mà thời nay một số vị thì cho rằng mình có khả năng hơn Phật. Bằng cách là làm những cái buổi lễ mà quy y cho hàng ngạ quỷ hoặc là nói là uh, đêm qua đêm qua thầy thấy uh, hàng quỷ đến đến chùa rồi thầy cho nó quy y nghe muốn chết vậy đó rồi có những vị uh, cho loài xúc xanh quy y thì xin thưa cái đó là mình giỏi hơn phật rồi mình nghĩ là mình giỏi hơn phật rồi bởi vì vào thời Phật Đức Phật còn không làm như vậy mà mình làm thì coi bộ là mình tiến triển hơn rất là nhiều ờ, cái đó là không có nên ừ, cái đó không có nên nếu như làm được thì Đức Phật ngài đã làm rồi một trong những cái ân Đức Phật đó là Đức Thế tôn là bậc Thế gian giải tức là chuyện gì ở thế gian ngài cũng biết hết thì không có lý do gì ba cái mánh khóe ba cái trò này ba cái chiêu trò này phật không biết đức phật biết hết mà sở dĩ ngài không có làm là bởi vì nó không đem lại lợi ích và có khi nó cũng không đúng sự thật à, thành ra đó mình uh, nên nghe theo phật cái gì mà phật không có làm thôi đừng có làm ờ, chứ bài trò bài vẽ ra thêm thì nó chỉ có phòng cái túi mình nhưng mà cái nghiệp thì nó cũng phòng ra theo đấy nên nhớ đó, mình gieo một hạt lúa thì mình sẽ gặt một cái ruộng lúa nha thu hoạch rất là bội thu Ờ, thành ra là cẩn thận còn cái chuyện mà quy y cho người chết thì cũng y chang như vậy thôi ờ, một cái tấm thân tứ đại một khi nó đã chấm dứt hơi thở rồi thì nó giống như một khúc gỗ mục mình có làm cái gì thì nó cũng không biết cũng không có tác dụng dù cho mình có khóc lóc mình van xin như thế nào đi chăng nữa ờ, cho nên cái chuyện mà mình quy y để cho người mất á, chuyện đó nó không có thực tế nha không có thực tế